người ta đặt cái ông tạ. Trước kia ông tu tại gia có một cái am là thủ tọa 158. À, cái hẻm 158 thì cái này sẽ đi vào một cái khu phố, cái hẻm ngày xưa. Đó, hồi xưa cái cầu á, thì ngay chỗ con đường này nè, ra qua tay Sunny đó, nó qua luôn. Chứ nó không có những cái cầu này đâu, nó không có những cái cầu này. Đây là ngã ba ông Tạ, con đường Phạm Văn Hai và Cách Mạng Tháng 8. Xưa kia là đường Thọ Ngọc Hầu và Lê Văn Duyệt. Dạ Sunny xin chào anh chị và các bạn đã quay lại kênh của Sunny Đoàn. Trước mặt của Sunny đó là chợ Phạm Văn Hai, nằm trên con đường Phạm Văn Hai luôn anh chị, mà trước kia là con đường Thọ Ngọc Hầu. Thì hôm nay Sunny muốn mời anh chị rảo bước để mình nhìn lại cái khu phố ông Tạ dọc con đường Phạm Văn Hai này. Đây là một số hình ảnh của Sài Gòn ngày nay để chúng ta ôn lệ kỷ niệm ở khu vực ông Tạ. Đây, để mình lia chậm chạp để mình coi con đường này nó như thế nào ha, cái khu vực chợ. Rồi thôi, mời anh chị cùng rảo bước mà mình đi cùng với Sunny nha. Đây mình sẽ đi con đường ngày hôm nay thì mình sẽ đi dọc con đường Phạm Văn Hai này tới con đường Cách Mạng Tháng 8 luôn anh chị. Xưa kia là đường Lê Văn Duyệt. Khu phố này thay đổi cũng rất là nhiều so với xưa. Thì hồi xưa thì Sunny có bà con ở khu vực này. Nhưng cái chuyến lang thang này Sunny cũng muốn chia sẻ tại sao nó gọi là khu ông Tạ. Thì trước kia có một vị thuốc nam chuyên bốc thuốc, cứu chữa người, làm từ thiện. Ông ta quê ở Định Tường, Mỹ Tho. Và người ta nhớ ơn ông, người ta đặt cái ông Tạ. Trước kia ông tu tại gia có một cái am là thủ tọa. Thì đối với người nam thì kêu tọa. Từ từ người ta sẽ đọc chạy là Tạ. Và cũng rất là vui. Cái tên ông Tạ này nó được hình thành khi ông còn sống. Có rất là nhiều bà, anh chị cũng biết là ở Sài Gòn có rất là nhiều bà Điểm, bà Hôm, bà Chiểu, bà Nghè vân vân. Nhưng mà khi mà ông còn sống thì khu vực này trở thành người ta gọi là ông Tạ rồi. Và ông mất năm 1983 anh chị. Có một cái am cốc ông tu tại gia là thủ tọa nha anh chị, đọc chạy là Tạ và người ta cứ đặt là ông Tạ. Đó là một số tài liệu mà Sunny tham khảo được để cùng chia sẻ anh chị khi mà lang thang khu phố này. Và đây là cái mùa chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi rồi anh chị. Đó, người ta bán mai hoa dọc hai bên đường và bên kia là một cái quầy nhận đặt hàng Tết. Giờ mình sẽ đi qua bên bển. Rồi, chúng ta qua được thôi. Đây, hàng Tết anh chị. Rồi, cái gói quà rất là to nè. Hôm nay thời tiết thì nó hơi se lạnh. Là Phật giáo Việt Nam chùa Hiển Quang. Thì mình lia lại. Rồi chúng ta sẽ đi dọc con phố này ha. Để coi anh chị có nhìn nhận ra cái gì hay không. Và hôm nay cũng xua chắc rằng anh chị cũng khó nhận ra lắm. Giờ Sài Gòn nó thay đổi nhiều rồi. Con đường này hồi xưa thì bán hai bên bán cà phê rất là nhiều, cà phê VO á, chiếu phim chính hiệp, coi từ sáng đến chiều. Là Sunny là một trong những người ngồi đồng đó trong những cái dịp cuối tuần mà không đi học.
đối với khu Ông Tạ này, như anh chị cũng đã biết về yếu tố lịch sử thì khu vực này người Bắc 54 di dân vào đây, họ sống thành một cái cụm của Ông Tạ này. Nó có nhiều khu lắm anh chị, khu Sớm Mới Gò Dấp, khu Ông Tạ, khu Phạm Thế Hiển quận 8 đó, có những cái nơi như thế. Giáo sư Vinh Sơn, hẻm trong hẻm này có một cái trường học. Đây như anh chị cũng biết ha, hai bên đường giáo sư rất là nhiều. Giáo sư Chí Linh, Tân Chí Linh. Rồi, nếu mà anh chị nào có một cái căn nhà nào đó ha, là từng đã đi qua trên con đường này, hy vọng rằng đây là một số cái hình ảnh để gợi nhớ gợi thương đến anh chị. Cái nhà này cũng cũ rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ đi lon ton thôi. Xe đậu thôi, đi vô trong mé bên trong cho nó an toàn. Đây, cái cụm nhà. Chuẩn bị mình ra con kênh Nhiên Lộc rồi anh chị. Đây hai bên đường bán có những cái shop thời trang, mỹ phẩm, nói chung là bán nha, nhau đều bán. Đây là bán phụ kiện để gói bánh trưng, những cái dây nuột, cái khung. Đây là một cái tiệm thuốc bách, chuẩn đoán y khoa cổ truyền Nhân Tâm Tế. Hy vọng ra anh chị sẽ biết cái điểm này. Zoom in lại. Mình không quên tới cái khúc đường Hoàng Sa, Trường Sa này thì nó còn tồn tại một cái con hẻm, hẻm 158. Cái hẻm 158 thì cái này sẽ đi vào một cái khu phố, cái hẻm ngày xưa. Nhưng mà bây giờ khi mà làm đường thì anh chị thấy không? Nó phóng ra rồi, phóng hết. Giải phóng giải tỏa cái khu vực này, đường Trường Sa. Đây là người ta xả hàng để người ta bán Tết, quần áo, mấy tấm váy che cho chị em. Rồi, mình sẽ đứng đây để mình cũng xin trình bày anh chị các bạn. Xưa kia đó, từ con đường Phạm Văn Hai, Hội Ngọc Hầu cũ, muốn băng qua bên đường Lê Văn Duyệt thì ở giữa nó có một con cầu rất là nhỏ, và theo trí nhớ của Sinh Ni nó là có một con rạch khoảng 2-3 mét thôi, cái dòng kênh rất nhỏ và hai bên là nhà sàn che khuất con rạch đó. Và nay được giải tỏa và họ làm con đường Trường Sa, Hoàng Sa nối dài theo suốt trục lộ của con kênh Thị Nghè, từ Sở Thú mà nó kéo dài đến suốt Tân Bình luôn anh chị. Đó, trình bày cho anh chị và chúng ta cùng nhau rảo bước qua đường để đi lên cây cầu mới nha anh chị, để chúng ta ra hướng về con đường Lê Văn Duyệt, là con đường cách mạng tháng 8 ngày nay. Và dòng xe tấp nập thời qua. Rồi, đây là con kênh ngày hôm nay nó như thế này nè anh chị. Đó, hồi xưa cái cầu á, thì ngay chỗ con đường này nè, ra qua tay Sunny đó, nó qua luôn. Chứ nó không có những cái cầu này đâu, nó không có những cái cầu này. Cái cầu này mới thôi. Ở đây thì mình
Với cái view này thì mình có thể thấy toàn bộ cái kênh Nhiên Lập. Ở dưới thì thấy có vài chú cá rô phi đang tung tăng, và cái dòng kênh thì nó không còn ô nhiễm nữa, cũng sạch sẽ, và đứng đây thì nó không nghe mùi hôi giống như xưa. Và chúng ta nhìn lại con đường Phạm Văn Hai để hướng về chợ Phạm Văn Hai của khu vực Ông Tạ. Rồi chúng ta cùng nhau đi tiếp nha. Khác nhiều anh chị. Đặc biệt thì các cô chú xưa kia ở cái khu vực chợ Ông Tạ này sẽ nhìn đây thì để mình biết cái khu phố xưa kia mình ở nó như thế nào, bây giờ nó thay đổi, để mình có một cái gì đó mình so sánh. Đây là có một cái công viên bé bé, có nhiều một số cái ghế để ngồi thư giãn. Ở đây là gì đây? Nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu của cuộc sống. Những cái phạt tiền từ 5 triệu đến 7 triệu đối với những hành vi vứt thải, rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố, hệ thống thoát nước thải đô thị, hệ thống thoát nước trên khu vực đô thị. Ok, điều khoản luôn. Nhưng mà quan trọng là ý thức người dân anh chị, ý thức. Con kênh này thì mình xưa kia, mình nói xưa và mình nói nay, thì xưa kia Sunny chỉ tâm sự những cái gì mà Sunny biết thôi. Còn cái gì anh em, anh chị chia sẻ thêm, nó không có những cái cầu này đâu, cái cầu xi măng này đâu. Nó có một dòng kênh rất bé bé, nó chạy róc rách qua những cái khu phố nhà sàn, và nó bắt nguồn từ cái dòng sông Thị Nghè đó anh chị, nó đi vào đây ô nhiễm nặng, bây giờ thì hoàn toàn hết rồi. Thì những cái hình ảnh đó Sunny nhớ vào năm 1989, bây giờ 2019 rồi. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi qua con đường Phạm Văn Hai để chúng ta về Lê Văn Duyệt nha anh chị. Bây giờ phải qua đường, khi mà đi Sài Gòn thì qua đường cũng rất là khó chịu. Tay thì cầm camera, còn tay kia là quơ giống như xin phép đi qua đường. Đây là con đường Hoàng Sa. Rồi. Bò Kim Chi, cái góc nhà này có thể anh chị nhớ một phần nào. Sunny xin phép đi qua bên kia đường cho nó mát. Bên đây thì nó hơi ánh nắng thì nó cong là coi như là mình ngược sáng đó anh chị, nên nó mờ lắm, mờ cái hình ảnh. Chùa Khuôn Việt, ở đây là chùa với lại giáo xứ đan xen. Ở đây hình ảnh thì nó rõ hơn. Rồi mình đi tiếp tục. Bưng cơm qua đường. Đây cái nhà này nè, cái nhà ngay góc luôn nha anh chị, cái góc con kênh đó. Đây là bán bắp nổ rất là nhiều, bánh tráng trộn. Bây giờ nó có một bánh tráng, cái món bánh tráng trộn Tây Ninh. Để mua sỉ thì anh chị có thể mình ra chợ Bình Tây. Và không quên chúng ta lia lại những cái vật dụng, gói bánh chân ngày Tết, những dây nụt, những cái khung. Đi nhanh thiệt, đi rảo bước thôi mà chuẩn bị hết con đường Lê Văn Duyệt rồi. Đến con đường Lê Văn Duyệt chứ. Sorry anh chị rất là nhiều, đôi khi mình vừa đi bộ nhìn cảnh vật trình bày nữa nó hơi cà lâm nha anh chị. Đúng
đố anh chị, ông Tạ có món đặc sản gì? Chắc anh chị cũng biết đó là thịt cầy. Bây giờ cái món đó nói chung là nó cũng đỡ hơn xưa. Hồi xưa đi ngang cái khu phố này có những cái sạp gỗ đó bán thịt cầy mà một quyến con nướng đặt để lên cái bàn luôn, rồi họ chặt ra như bán, giống như bán heo quay vậy đó. Lúc mà còn đi học đói quá anh chị, ai kêu gì ăn đó thôi, nên cái món thịt cầy là một cái món rất là khoái khẩu. Đối với Sunny đây là con hẻm xưa, không biết là con hẻm này anh chị có kỷ niệm hay không, mình cứ clear thôi. Mình có bà con đó là hai bác thu ở khu vực này, có những người con như là chị Hà, anh Độ, anh Đức, anh Tường, anh Hào đó, lâu rồi cũng không có gặp lại. Đi nước ngoài thôi diện HO là anh chị. Đây cái nhà xưa ở đây, trường tiểu học Phạm Văn Hai. Và chúng ta lia lại cái khu phố. Đôi khi mình đi nhanh quá mình không có lia thì để anh chị nhìn ngó cho nó dễ dàng hơn. Nói chứ xưa kia mà có căn nhà cái góc phố này giống như đại gia chị ha. Mà nói chứ nhiều lúc quay như thế này mà gặp người nào mà hồi xưa thì anh chị nào ở đây đó thì rất là vui. Có gì anh chị cùng nhau chia sẻ và cho comment nha. Đây là nơi bán hộp trà bánh mứt Tết. Ta quay lại cái khu phố. Rồi mình còn vài bước nữa thôi là phải nói lời tạm chia tay với anh chị. Qua Tết thì Sunny sẽ thực hiện những cái clip quay những cái yêu cầu của anh chị chu đáo hơn. Nếu anh chị có người quen ha, là ở đâu trên cái khu phố này thì anh chị cứ comment thì Sunny có một cái quyển sổ tay càng ngày càng dày ra, thì Sunny sẽ đi quay lại những cái khu phố đó cho anh chị. Wow, một con cầy. Đây là bán lá dọc. Bây giờ mình đi tiếp cho anh chị ha. Đi cái này anh chị, khi mà làm vlog mà đường phố dạng này đi đâu thấy gì nói đó, không có kịch bản, không chuẩn bị trước, giống như mấy anh đài truyền hình nên anh chị cũng thông cảm. Đúng ra là phải có một cái MC ở nhà sầu đứng trước gương rồi xong mình chia sẻ, mình nói chạy gứt. Thì nó sẽ bài bản hơn. Còn cái này mình đụng đâu mình nói đó, mình chỉ quay phố phường thôi. Có một số anh chị nói rằng Sunny nói tùm lum tùm la hết, nhưng mà cái đó là ghi nhận thôi, sự đóng góp của anh chị. Nhưng mà
mình chỉ có mình đơn thương một mình thôi, chứ nó không có người nào hỗ trợ hết. Nó hơi bập rập, nhưng mà cái đó là đóng góp đúng, mình phải ghi nhận. Rồi, đây là cái góc ngã ba ông Tạ đây anh chị. Đó là con đường Phạm Văn Hai và con đường Lê Văn Duyệt. À xin lỗi anh chị, dùng cái đúng hơn là đây là ngã ba ông Tạ, con đường Phạm Văn Hai và Cách Mạng Tháng 8. Xưa kia là đường Hội Ngọc Hầu và Lê Văn Duyệt. Xe quá đông đúc. Rồi, tới đây thì Jenny cũng rất là vui đã cùng dẫn anh chị rảo bước để mình ngắm lại khu phố, khu vực ông Tạ trên con đường Phạm Văn Hai, từ chợ Phạm Văn Hai đến đường Cách Mạng Tháng 8 Lê Văn Duyệt. Thì với khung cảnh này Jenny cũng nói lời tạm chia tay với anh chị và các bạn, hy vọng đăng đây là một số hình ảnh để gợi nhớ gợi thương anh chị về kỷ niệm xưa kia mà anh chị đã từng sống hoặc đi qua ở khu vực này. Thân ái mến chào anh chị và các bạn, chúc anh chị các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Bye bye anh chị.